cậu lại lừa gạt con nữa đúng không? Tại sao lúc nào con cũng nghĩ là cậu gạt con? Hơn lúc nào hết, hơn ngay hết cậu muốn là con gặp ba con. Nhưng hiện giờ con không thể nào gặp trực tiếp ba con được. Tại sao? Ba con đã nhiễm phóng xạ rồi. Nhiễm phóng xạ? Đúng vậy. Nên con không thể nào gặp được ba của con đâu. Hãy để tụi cậu điều trị cho ba con xong, tụi cậu sẽ cho con gặp được chưa? Con không tin đúng không? Xem đây, con coi người này có phải là ba con không? Ba, con phải là ba không vậy ba? Con của ba đi sao? Dạ, con là siêu lì nè ba. Ba mừng quá. Cuối cùng thì ba cũng tìm gặp con. Cậu, cậu cho con gặp ba con đi cậu. Con là cậu không thể nào như vậy được. Cậu làm như vậy cậu sẽ hại con hiểu không? Không thể nào gặp được ba con đâu, chỉ có thể như vậy thôi. Nhưng mà con không có sợ. Nhưng mà cậu sợ cho con. Ba ơi, con muốn ông ba. Không được đâu con. Ba đang nhiễm phóng xạ. Ba mà ôm con sẽ gây nguy hiểm cho con. Nhưng mà con có thể miễn nhiễm với tất cả các chất độc hại mà. Con không lường trước được hậu quả của con người gây ra cho môi trường và trái đất đâu. Con hãy nghe lời cậu Đơn. Cậu Đơn đang chữa bệnh cho ba. Rồi ba con mình sẽ sớm gặp nhau thôi. Ba ơi, con nói, ôi xin lỗi anh ơi, anh đừng có nói nữa, anh giữ sức khỏe đi. Cậu ơi, chưa hết đâu, cháu gái con hãy nhìn đi, đây là tấm hình hồi lúc trẻ của ba con. Cô nhìn đi, đẹp trai phong độ biết bao nhiêu, nhưng bây giờ chỉ vì loài người, chỉ vì gia đình nông dân siêu phàm, hại trái đất, hại luôn cả ba con bị nhiễm phóng xạ, làm ông teo héo là như con khô vậy, là tất cả là tại bọn họ. Ba ơi, con đừng lo, ba sẽ sớm trở lại với con, rồi ba sẽ giữ ngày thi của ba với con. Ba cũng muốn cùng con tham gia hội thi nghề của ba hả ba? Tất nhiên rồi con yêu. Ba rất muốn thấy con cầm trên tay chiếc cúp và cùng con đứng trên bục chiến thắng. Đau lòng quá, anh đừng nói nữa. Ba, 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 ba. Cậu muốn con làm gì giờ cậu? Chỉ một việc rất nhẹ nhàng, con có thể làm được. Đây là cái thiết bị mà cậu nói với con. Hãy cầm nó, đem về nhà, gắn vào người của ba ba bự. Đây là cái gì vậy cậu? Là thiết bị có khả năng vô hiệu hóa năng lực của ba ba bự. Con sẽ không làm đâu. Tốt lắm, con không làm mới đúng. Con là một người con nít tốt mà con không bậy, con phải làm chứ. Phải làm chứ, cái này đâu có hại ai. Chỉ là vô hiệu hóa năng lực của hắn trong cuộc thi đó thôi, để tao có thể chiến thắng một cách dễ dàng. Thì ra đây là cái thủ đoạn mà cậu nói với con hả? Đừng nói là thủ đoạn, mà hãy nói là phương pháp chiến thắng. Ha ha, nghĩ tới cảnh hắn thua cuộc trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, thiệt là ha hê. Cậu thật là kỳ quặc. Con thấy cái trả thù này nó trẻ con đó đúng không? Nhưng mà là cậu thích. Ha. Siêu Ly hả? Đồng ý gì vậy? Không có gì chứ. À mà chấp chấp, mình quyết định rồi, mình sẽ tham gia cuộc thi. Chú Lì, sao con đứng đây có một mình vậy? Rồi con định thi với ai? Dạ với bọn ta. Ha,
Gia đình nông dân siêu phàm không cần phải sợ hãi. Hôm nay ta chỉ muốn đến đây thi cuộc thi này với cháu gái của ta thôi. Chúng ta sẽ đối đầu nhau như những vận động viên chân chính, không âm mưu, không thủ đoạn. Được, hẹn gặp ông ở cuộc thi. Chờ đó. Đi các con. Siêu Lì, con có đem theo cái máy thiết bị không? Dạ con có đem, cậu yên tâm. Mặt mày vui vẻ hơn coi, cười lên coi. Con làm vậy người khác nghi ngờ đó. Cười lên con. Ừ. Cười lên đi. Cười lên. Ủa nó cười chưa? Không, vậy là tính cười rồi đó. Ủa sao mặt cháu không kỳ kỳ sao á? Chúng ta đang đến với cuộc thi cha bà con. Các phụ huynh sẽ chia làm 4 nhóm. Người chiến thắng ở nhóm 1 sẽ gặp nhóm 3. Nhóm 2 sẽ gặp nhóm 4. Cố lên là siêu lì. Ác nhân là chiến thắng. Con chưa thi. Ủa chưa thi hả? Nhưng mà mình phải la lên cho kỳ thế chứ con. Cố lên là siêu lì. Trong nhóm 1 này có gia đình nông dân siêu phàm. Cuộc chơi này là cổ vũ trong im lặng. Mạnh đã giành những giải thưởng lớn ở các năm trước. Ba. Nếu năm nay có mạnh mẽ để có mặt sâu vào ống sau hay không? Chúng ta cùng chuẩn bị. Như vậy là cuộc thi nhảy ba bố được bắt đầu. Các cổ động viên đang cổ vũ rất nhiệt tình. Là hai gia đình nông dân siêu phàm vượt lên rồi. Hai cha con gia đình đồng lực vào đang bắt mặt tiến về phía đích. Họ vẫn là đối thủ rất mạnh. Chiến thắng cho gia đình nông dân siêu phàm. Họ vẫn tỏ ra rất mạnh. Tiến sĩ Đờ, tới phía ông nhảy rồi đó, phải lấy giải nhất cho tôi nghe chưa? Người quên là ta đã âm thầm thiết kế đôi giày của ta thành một đôi giày nhảy bậc xa. Ông thiệt là thông minh lắm tiến sĩ đó. Cái gì vậy? Ủa sao vậy? Ông sao vậy? Kêu động tài đi, chứ không nhảy hoài á. Ủa, bấm lên nhảy hả? Ừ. Trọng tài đâu? Trọng tài ơi. Trời Trọng ơi, con nhảy đi. Trọng tài nó xỉu bây giờ. Hi đi. Trọng tài đâu? Nhảy đi. Hi đi. Nhảy. Trọng tài. Gia đình Suli cũng đang tiến về phía trước. Wow, những bước nhảy tuyệt vời. Chỉ cần 2 bước nhảy thôi, gia đình Suli đã về đích rồi. Dễ dàng chiến thắng. Xem ra đây là một gia đình đối thủ rất mạnh cho những gia đình còn lại. Thấy chưa chớp chớp, tụi mình lại gặp nhau nữa rồi. Năm nay ba con tôi sẽ giành lại giải nhất cho coi. Chúc nhà bạn may mắn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cuộc thi kéo co. Gia đình của Tiểu Vi sẽ gặp với đối thủ sức mạnh là nông dân siêu phàm. Những người giành chiến thắng ở cặp đấu này sẽ vào chơi chung kết. Ráng lên. Chiến thắng đi. Ráng lên. Gia đình còn lại, họ lại là đội vào đường trận chung kết ở trong năm nay. Xin chia buồn với gia đình Tiểu Vi và mừng gia đình nông dân siêu phàm. Không được, ông bị điên không được. À, nó là đối thủ của mình, tại sao cổ vũ cho nó thắng? Đúng rồi, tự nhiên để cho nó thắng mà ông vui như vậy. Ta muốn gia đình nông dân siêu phàm phải vào đến vòng cuối cùng. Gì vậy? Để ta có thể làm nhục cái gia đình đó trước mặt mọi người. Vậy mới là một cái chiến thắng hả hê. Vậy thì gia đình nông dân siêu phàm Cố lên. Cổ vũ á. Thắng rồi cố làm chi nữa. Vậy thì Giỏi quá. Đối thủ của ta đâu? Đối thủ của ta đâu? Và bây giờ sẽ là cuộc so tài của những người chiến thắng nhóm 2 và nhóm 4. Gia đình của Siêu Lì sẽ gặp đối thủ nào đây? Đối thủ với ai? Dạ. Wow! Một cặp cha con có tình hình rất bạc bơ. Thôi, tổ chức có sắp lộn cặp không vậy? Cái này không phải ba nó đâu. Không, ba của cậu đó đó cậu. Còn chắc không?
Con chắc. Chùa dữ à. Mấy giờ em đi về. Tiến sĩ Đơn, ông Nhâm có thắng nổi để vô chung kết không? Thắng được chứ. Thắng được. Ừ. Bơi. Biết làm cái gì chứ. Và người thắng cuộc ở cặp đấu này sẽ vào chung kết cùng với gia đình nông dân Siêu Phạm. Nó bắt đầu rồi. Cố lên, cố lên. Hai trai con gia đình vào cửa đang giành lợi thế trước trai con nhà Siêu Lì. Rất khó khăn, rất khó khăn. Sao ta vừa nhập tròn? Sao ta chưa? Sao ta chưa? Ha. Họ sẽ gặp gia đình nông dân Siêu Phạm ở chung kết. Chúng ta gia đình của Siêu Lì cùng với gia đình nông dân Siêu Phạm. La 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 la. Con hãy nghe lời cậu Đơn. Cậu Đơn đang chữa bệnh cho ma. Rồi ma con mình sẽ sớm gặp nhau thôi. Siêu Ly, đây là thời cơ của chúng ta. Một lát nữa, con hãy đem cái thiết bị này gắn vào người của ba ba bự và kích hoạt nó. Đi, đi đi, đi. Ba ơi ba, hay là tí nữa mình giả vờ thua Siêu Lì được không ba? Ý con là muốn nhường chiến thắng cho Siêu Lì hả? Con cũng không biết sao nữa, nhưng mà con nghĩ á, nếu bạn ấy được chiến thắng á, bạn ấy sẽ vui lắm luôn á. Cũng có thể. Nhưng con có nghĩ nếu như Siêu Lì biết chiến thắng đó là do con nhường thì cảm giác của bạn ấy sẽ như thế nào? Trong tất cả các cuộc thi mình phải tôn trọng đối thủ con à. Và bây giờ thì cuộc thi chung kết của gia đình nông dân Siêu Phạm và gia đình Siêu Lì xin được bắt đầu. Đây là cuộc thi cha cắm con. Mọi thứ đã sẵn sàng rồi. Ủa? Sao vậy? Chuyện gì đang xảy ra? Một cuộc thi chung kết tuy nhiên có vẻ như là gia đình nông dân Siêu Phạm đang gặp vấn đề. Họ không thể tiến lên phía trước. Chạy đi, 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 chạy đi. Về mà gọi là chạy đua hả? Lên 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 lên. Nhưng có vẻ như lúc này gia đình nông dân Siêu Phạm đang gặp vấn đề. Qua đây, qua đây, qua đây, qua đây, qua đây, qua đây. Và mọi thứ đang diễn ra rất thuận lợi với cha con nhà Siêu Lì. Đây là nông dân Siêu Phạm kìa. Ba ba bở. Cố lên nào, cố lên nào, cố lên. Ba ba, cố lên. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Nhanh nào. Cố lên gia đình nông dân Siêu Phạm, lúc này họ đang gặp rất nhiều khó khăn. Cố lên ba ba, cố lên. Và về đích rồi, chúc mừng gia đình Siêu Lì là những người đã giành chiến thắng trong cuộc thi năm nay. Hả? Sao ông cười hoài vậy? Tại sao không được cười? Sao ông chuẩn bị thi đi? Ủa chưa thi hả? Ủa? Và bây giờ thì cuộc thi chung kết của gia đình nông dân Siêu Phạm và gia đình Siêu Lì sẽ được bắt đầu. Siêu Lì,
Con đã khởi động cái thiết bị đó chưa? Dạ. Khởi động chưa? Dạ rồi. Tốt. Ha. Trong tương lai.